Hello, xin chào tất cả anh em và chồng anh em clip kênh của mình. Thì với clip lần này mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em cách hack sub, hack follow hay còn gọi là hack người theo dõi Facebook nha. Thì trong mấy ngày gần đây thì cái web lần trước mình hướng dẫn anh em ấy, nó đang bảo trì, thỉnh thoảng rất là hay bảo trì. Nên bây giờ mình sẽ em mời web mới nha anh em. Ok, thì đầu tiên anh em lên một trình duyệt bất kỳ cho mình. Anh em lên Google Chrome nha. Anh em truy cập vào trang web qlizz.com cho mình nha. Đó. Anh đều load nha anh em. Rồi, sẽ truy cập nha anh em, ấn vào em cả xuống, ấn vào dòng chữ login method này. Anh em vào cho mình. Rồi anh em vào chữ generate access token. Đây thì nó yêu cầu anh em cái này anh em bắt buộc nhập bằng ID Facebook của anh em nha. Nhập bằng ID Facebook của anh em mới được nha. Thì để lấy ID Facebook anh sẽ hướng dẫn anh em luôn. Anh em vào Facebook này. Facebook này anh em vào anh em đăng nhập vào tài khoản Facebook của anh em nha. Anh em đăng nhập vào tài khoản của anh em. Mình sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình cần hack nha. Cần tăng người theo dõi. Mình sẽ tạm dừng nha. Rồi sau khi anh em đăng nhập thành công, anh em vào trang cá nhân cho mình, vào trang cá nhân Facebook của anh em. Vào trang cá nhân Facebook của anh em cho mình. Ok, anh em kéo xuống, anh em ấn vào một bài viết. Hoặc là anh em nào có thể ở đây anh em ấn vào dòng chữ khác này, anh em thấy chữ khác kìa không? Đó, chữ khác nghe ấn vào. Em ấn vào sao chép liên kết vào trang cá nhân. Đó. Đây là sẽ em một cái mã ID này, cho ID bằng này anh em ơi. Ghi cho anh em rõ này. Bút lông này. Đó, anh thấy không? Đấy, anh em copy từ này mình. Bên nguyên lại số rồi nha. Đó, mình sẽ tạm dừng lại anh em giữ. Đó, nguyên lại chữ nguyên lại số rồi nha, anh em sao chép. Rồi anh em trở về. Trở về trang web mà cần tăng người theo dõi, anh em paste vào cho mình. Đó, paste vào xong anh em nhập mật khẩu của anh em vào. Sẽ tạm dừng mình nhập nha. Rồi sau khi anh em nhập xong, anh em ấn vào dòng chữ generate access token. Ok, anh em kéo xuống. Đó, sẽ hiện một bảng này. Anh em ấn copy tất cả cho mình nha. Này, ấn dấu ba chấm này, anh em nào có dấu ba chấm anh em ấn dấu ba chấm, anh em vào chọn tất cả. Đó, anh em vào sao chép, anh em paste vào lại này cho mình nha. Paste vào cái ô này này. Đó, paste vào, dán vào. Rồi sau anh em vào login nha. Đó, ok, thì cái này có vài lần anh em sẽ nó sẽ bắt đầu anh em xác nhận anh em không phải là người máy, anh em xác nhận thoải mái nha. Cho anh em vào auto follower hoặc auto friend request được nha. Mình sẽ vào auto friend request nha. Ok, đó, sau đó anh em dán cái ID Facebook của anh em vào đây. Mình sẽ lấy tặng ID Facebook của một người nha. Ok, em sẽ lấy tặng ID Facebook của một người. ID Facebook. Đây, ID Facebook của anh này đi. Đó, anh em dán vào. Ok. Đây mình sẽ cho anh em xem Facebook nam ID xong. Auto request cho mình. Ok. Đó thì có cảnh quá trình hack sắp đây. Nó đang tăng cho anh em nha. Ok, tăng xong rồi, mình sẽ quay lại xem được bao nhiêu sub nha. Đang có 16.630 nha anh em. Tải lại này. Đây lên 43. Tăng được 13 sub nha anh em ơi. Thì trận này thì sub siếc nó nát gần hết rồi anh em ạ. Nên anh em làm túc tắc thôi thì làm thôi. Rất là không được nhiều lắm đâu. Ngại web đặt bảo trì gần hết rồi, token cũng chết gần hết rồi. Thì làm túc tắc thôi. Cái này anh em sau 33 phút anh em mới làm được một lần nữa nha. Ok,
Ok, thì clip hướng dẫn hack sub, hack follow hay còn gọi là hack người theo dõi mình đã kết thúc rồi. Đấy, anh em thấy clip này hay, tôi đừng like, đăng ký kênh nó gọi chuông của mình nha. Và anh em là có vấn đề gì Facebook, anh em liên hệ Facebook của mình nha. Link Facebook sẽ để bên mô tả anh em ơi. Và phần mà bình luận nha. Bye bye anh em.